hôm nay em có một cái con quạt lồng inox cảm ứng, tức là mình sẽ chạm vào cái lồng này nên quạt nó tự nó dừng, nó bảo vệ giống như an toàn cho chị em. Thường thường sợ thì em đã thọc tay vào trong cái này, trong cái lồng này bị cái quạt nó chém á, nên là khi mà chạm vào nó dừng lại nè, đó chạm vào nó dừng lại khoảng vài giây, sau 15 giây thì nó sẽ hoạt động trở lại. Điện zin 100V, lồng inox cảm ứng, tút stop fan, đụng vào là nó chỉ đấy, đế 2014 thôi, quạt hình thức còn mới 90%, có 3 cấp độ gió hẹn giờ, gió tự nhiên hẹn giờ, quạt cái sẽ bật. Chạy êm nhé, chạm vào lồng dừng ha, chạm vào quạt dừng, quạt ngắt lên, 15 giây sau quạt chạy lại, chắc có 10 giây thôi.